Giờ lời nói đầu tiên cho phép Nhật Quyên gửi lời chào thân thương đến tất cả quý bà con cô bác có mặt trong tối hôm nay. Để tiếp nối chương trình thì Nhật Quyên cùng Thúy Trang sẽ gửi đến tất cả quý vị một bài vọng cổ rất là quen thuộc, Lý Chim Quyên. Quý vị cùng lắng nghe. Ô bầu ơi, cái gì vậy bầu? Bữa nay bầu hẹn tôi ra đây làm gì vậy? Có gì muốn nói với tôi không? Buồn cho được con chim nó xa rừng thì thương cây nhớ cội, người xa người đêm đợi ngày trong tuổi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà không được chung
bận biểu ấy không vội má cùng theo chồng. Giới của chồng như chim lòng có chồng, nhớ cửa nhớ nhà tôi nghĩ lâu lắm mới về thăm. Mà nè, tôi nhờ bầu cái này nghe. Gì nữa? Cha mẹ già vô bằng sớm xin nhờ bầu sáng thăm tôi đi. Trời đất ơi, không đi làm rể mà người ta biết giờ bè bạn hát nhờ tôi xúc mẹ tôi. Cậu nói vậy tôi buồn bầu luôn á. Ờ thì tôi để tôi suy nghĩ lại được không? Thôi nói thì nói vậy thôi, chứ bầu đi lấy vòng xa, cha mẹ bên nhà để đó tôi lo liệu. Thế nào người ta cũng nói cái thằng rể hùng mà nó có hiếu. Ta mẹ ơi làm có trái tay. Mẹ mai tôi như vậy, không phải tôi chơi bạn xấu bạn nghèo mà thua thọ bạn trai. Chỉ là mong mới chứ đâu đi mất mài. Dài đôi mắt mà tình nghĩa rồi cuốn rồi cái rồi.